Lúc bấy giờ xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà có các Bồ Tát tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, không có sức phương tiện thiện xảo nên chứng thật tế thủ quả thanh văn hoặc quả vị độc giác. Có các Bồ Tát tu pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, có sức phương tiện thiện xảo, chẳng chứng thật tế, mà hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy, này giá lợi tử, nếu các Bồ Tát xa lìa tâm trí nhất thiết trí, tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, thì các Bồ Tát ấy, vì chẳng nhiếp thọ, bát nhã, ba la, mật đa, không có sức phương tiện thiện xảo, nên chứng thật tế, thủ quả thanh văn hoặc quả vị độc giác. Nếu các Bồ Tát chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, thì các Bồ Tát ấy, vì nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, có sức phương tiện thiện xảo, nên có khả năng nhập địa vị tránh tánh ly sanh của Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này xá lợi tử, thí như có một con chim thân hình to dài đến trăm do tuần hoặc 200 cho đến 500 do tuần nhưng không có cánh. Con chim ấy từ cõi trời 33 lao mình xuống châu thiệm bộ. Nhưng ở giữa đường nghĩ thế này, ta muốn trở lên cõi trời 33 thì này xá lợi tử, theo ý ông thì sao? Con chim ấy có thể trở lên cõi trời 33 được chăng? Xá lợi tử bạch bạch thế tôn không phật dạy này xá lợi tử hoặc con chim ấy ở giữa đường khởi nguyện thế này khi đến châu thiệm bộ thân ta không bị tổn hại thì này xá lợi tử theo ý ông thì sao sở nguyện của con chim ấy có thể toại chăng xá lợi tử bạch bạch thế tôn không con chim ấy khi đến châu thiệm bộ này nhất định thân của nó sẽ bị tổn hại hoặc có thể chết hoặc chịu cái khổ gần chết. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì con chim ấy thân hình to lớn nhưng không có cánh mà từ cao rơi xuống. Phật dạy, này xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói này xá lợi tử có các bồ tát cũng giống như thế, tuy trải qua đại kiếp như số cát sông hằng, siêng năng tu hành, bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, cũng tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, làm việc to lớn phát tâm rộng lớn, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tổn vi diệu vô lượng, không chỗ nhiếp thọ nhưng vì không có bát nhã ba la mật đa, xa lìa sức phương tiện thiện xảo, nên rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Vì sao? Này xá lợi tử, vì các Bồ Tát ấy xa lìa tâm trí nhất thiết trí, tuy trải qua nhiều kiếp, siêng năng tu hành, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng tu pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, nhưng vì không có bát nhã ba la mật đa cũng không có sức phương tiện thiện xảo nên rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác